chúng ta qua mục 2.5.5 link nhiều cấp. Ở bước 1, các bạn New Project, sau đó Browse, vào thư mục Dự án học Revit, 4A Archive, 4 Resource, bên C, 5 Template File, 1A, 1 General. Rồi các bạn click chọn cái Template File A23 General và Open. Rồi OK. Ở bước 2 trang 179, các bạn Sell. Sell về cái thư mục Dự án học Revit. 2 Up Share. C1 dành cho Coordination. 1 Revit Up 1. 11 AA. Building IC biệt thự 1. 1G. 30 nhà chính. 2 Up Share của bao che. Và vào trong thư mục Test Link cấp 2. Các bạn Sell chồng lên cái file 02 Link cấp 3 có sẵn ở đây. Rồi Sell. Ở bước 3, các bạn vào tab Insert, Low Family, rồi vào Magic Library, trong English nè, vào trong Plumbing, rồi vào Architectural, rồi chọn là Feature, sau đó chọn là Bathtub, chọn cái Family là Entered Rectangular 3D, rồi up anh nó ra. Trong Level 1, các bạn vào tab Architecture, dùng công cụ Wall Architectural. Sau đó, các bạn tạo một đoạn tường nằm ngang như thế này. Rồi các bạn copy nó xuống 3000. Tiếp tục create similar. Các bạn tạo ba cái đoạn tường đứng như thế này. Rồi mình mới đo kích thước. Click chọn cái đoạn tường này cho nó là 600. Click chọn cái đoạn tường này